Chào quý vị, tôi là Tuấn Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Roshiga. Đây là một cái tổ chức phi giáo dục nhưng mà là chuyên đào tạo các cái thiền sinh cũng như là các cái hoạt động về thân tâm. Chúng tôi có một câu lạc bộ tên là câu lạc bộ thân tâm, thân khỏe tâm an, đó là tôn chỉ của câu lạc bộ thân tâm. Chúng tôi đã hoạt động được khoảng tầm 4 năm nay và đã đào tạo cho hàng chục ngàn các cái người mà đến để tập luyện về thân và tâm, sức khỏe. Tôi đã mời thầy Phúc Thành đến câu lạc bộ thân tâm Roshiga cũng được gần 4 năm. Và ở đó thì thầy Phúc Thành đã trực tiếp tham gia giảng dạy cái môn gọi là môn khí công cho tất cả các thiền sinh của câu lạc bộ thân tâm cũng như là Roshiga trong gần suốt 4 năm qua. Trong suốt thời gian đó thì đã giúp cho hàng chục ngàn người có khả năng coi như là chữa được gọi là sức khỏe của mình ấy, nâng cấp lên rất là nhiều, cũng như là bản thân tôi thì tôi cũng đã học cái môn khí công này của thầy Phúc Thành được gần 3 năm rồi. Và trong thời gian học đó thì tôi đã coi như cải thiện rất là nhiều về vật sức khỏe, đặc biệt là khi mà ngồi thiền ấy, mà chúng tôi là chuyên về dạy thiền cũng như là hướng dẫn thiền, thì khi ngồi thiền ấy mà trước khi tập khí công thì sẽ rất hay bị rơi vào cái trạng thái hôn trầm và cái trạng thái buồn ngủ, và cái hiệu quả của thiền cũng không tốt. Nhưng mà sau khi học cái môn pháp khí công của thầy Phúc Thành thì tất cả mọi người, không riêng thì tôi, đã thay đổi hoàn toàn, có khả năng coi như là ngồi thiền lâu hơn rất nhiều và nhập định rất là tốt, lại không bị hôn trầm. Đấy là những phương pháp rất là tuyệt vời trong quá trình mà chúng ta thấy rằng là khi mà tập thiền ấy thì chúng ta lại phải có khí công để hỗ trợ, tức là cái phần thân ấy rất là quan trọng để giúp cho cái phần tâm có thể là an định rất là tốt. Thì đấy chính là một trong những cái điểm đặc biệt của cái môn pháp khí công cũng như là nội công mà thầy Phúc Thành đã truyền dạy ở trong cái câu lạc bộ thân tâm này. Thì trong tất cả các cái bài giảng về khí công thì thầy Phúc Thành đã giảng rất là nhiều, nhưng đặc biệt là thầy giảng chuyên nghiệp về cái môn gọi là môn dịch cân kinh và bát đoạn cẩm. Nói về dịch cân kinh và bát đoạn cẩm thì quý vị phải biết rằng là ở trong chuyện Kim Dung hay là trong lịch sử Trung Quốc, chúng ta đã nghe rất là nhiều đến câu chuyện về dịch cân kinh và bát đoạn cẩm. Đây là một cái môn khí công bí truyền rất là nhiều năm cổ xưa mà chúng ta thấy rằng là đã lan truyền khắp cái đất nước Trung Quốc cũng như là Việt Nam trong những cái thời kỳ ngày xưa. Nhưng mà đến nay thì gần như nó thất truyền, hầu hết tất cả những cái môn đó thì cũng không được truyền dạy nữa một cách chính xác, thậm chí nếu có truyền dạy thì không chính xác. Thì theo tôi được biết thì thầy Phúc Thành đã là người trực tiếp coi như là được chân truyền các cái phương pháp của cái môn bát đoạn cẩm và dịch cân kinh này. Cho nên chính vì thế mà đã được truyền dạy rất là nhiều cho cái hội viên của câu lạc bộ thân tâm đã biết đến cái pháp đặc biệt này. Và tôi cũng đã tham gia thực hành những cái một số các bài tập liên quan đến dịch cân kinh và bát đoạn cẩm. Không những thế mà tôi còn truyền cho người nhà, anh trai của tôi. Anh trai của tôi rất là thích và đã sử dụng cái môn này ngay khi mà gặp thầy Phúc Thành. Và sức khỏe của anh đã thay đổi rất là rõ rệt. Đặc biệt là những người như là tôi hoặc anh trai tôi là những người mà trên 50 ấy, thì bắt đầu về vấn đề liên quan đến sức khỏe để có gặp nhiều trục trặc. Nhưng mà sau khi mà gặp tập cái môn này hàng ngày thay cho tập thể dục thì ngay lập tức là sức khỏe đã cải thiện hơn, nhanh hơn so với tập thể dục bình thường. Thì đấy là cái sự diệu kỳ của cái pháp môn gọi là mà thầy Phúc Thành đã chia sẻ, đó chính là dịch cân kinh và bát đoạn cẩm. Về cá nhân thầy Phúc Thành thì theo tôi được biết rằng thầy là một người đã thực hành về khí công gần 10 năm nay rồi. Từ cái thời mà tôi được biết là thầy rất là gầy yếu, thậm chí có những bức ảnh mà cho thầy cho xem chúng ta xem thấy thầy ngày xưa là còn bị cái bệnh gọi là nan y gì đó, bệnh mà gọi là nói chung là về sức khỏe là cũng rất là trầm trọng. Thế nhưng mà sau khi mà thầy thực hành khí công trong nhiều năm nay thì thầy đã coi như là một thành một người rất là khỏe mạnh hồng hào. Chúng ta nhìn mặt thầy là tôi cứ tưởng tượng ngày xưa tôi cứ trêu thầy đấy, là nhìn thầy giống như mà ngài Đường Tam Tạng Trần Huyền Trang, nhìn rất là phúc hậu, rất là mặt rất là đẹp, rất là giống như một diễn viên chứ không phải là một người tập khí công bình thường. Thì đấy là cái kết quả của cái việc mà tập khí công như thiền, tập về cả thân và về tâm thầy đã thực hành trong suốt 10 năm, và bản thân là thầy đã thay đổi được chính cái sức khỏe của chính mình cũng như là giúp cho rất nhiều người. Các cái bài tập mà khí công thì tôi cũng thấy rằng là cũng nên nhân rộng phát triển, và chính vì thế mà tất cả những khóa mà chúng tôi tổ chức cho Roshiga cũng như câu lạc bộ thân tâm tại giờ vườn hay là dẫn đi ở Tam Trúc một số các cái khóa tu đặc biệt mà đi nhiều chùa, thì tôi đều mời Thầy Phúc Thành hướng dẫn cái môn khí công này cho bà con, cho những thiền sinh được biết, được sử dụng, được thực hành. Và sau đó thì là thầy cũng đưa lên online, thầy có một kênh YouTube, và trên kênh YouTube của thầy thì cũng rất là nhiều người theo dõi,
Và tôi được biết là cả cái kênh TikTok thầy cũng có rất là nhiều người follow và hàng triệu view đấy. Cho nên là quý vị có thể theo dõi thầy qua Facebook hoặc là có thể theo dõi thầy qua kênh YouTube và cũng như là theo dõi thầy qua cái kênh TikTok. Đấy là một trong những ba kênh mà chúng ta có thể là học được những cái phương pháp của thầy và chỉ với chi phí rất là nhỏ thôi, hơn như không đáng kể, để chúng ta quyết tâm chúng ta học. Và cái đấy nó cũng chính là cái chi phí để mà chúng ta gọi là sản xuất video cũng như là quay phim cũng như là gần như là thể hiện sự nghiêm túc. Chúng ta học miễn phí chúng ta gần như không nghiêm túc, chúng ta mà bỏ một chút phí chúng ta thấy chúng ta cần nghiêm túc để thực hành cái bài học, cái bài giảng này. Cho nên lời khuyên của tôi là sức khỏe rất là quan trọng, là về thân cũng như là về tâm thì cũng rất là quan trọng. Chúng ta hãy làm sao để cho luôn luôn có được cái thân khỏe và tâm an thì cuộc sống của chúng ta luôn luôn hạnh phúc, viên mãn. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin cảm ơn. Lợi ích khi đăng ký khóa online dịch cân kinh trị bệnh: được học bài bản theo đúng thứ tự chuẩn của khí công chữa bệnh, bài 1, bài 2, bài 3. Đây là một điều rất quan trọng để tập chữa bệnh hiệu quả. Được học đầy đủ chiêu 10, thông khí toàn thân, chiêu 11, rất tốt cho mật, chiêu 12, giải độc cho gan và toàn bài dịch cân kinh 12 thức trị bệnh. Được hỗ trợ trực tiếp từ thầy Phúc Thành khi có thắc mắc trong suốt quá trình học. Được tư vấn về bài tập và thuốc đông y để giúp đẩy lùi bệnh tật nhanh nhất, hiệu quả cao. Đặc biệt, nếu bạn đăng ký cùng với khóa bát đoạn cầm trị bệnh và khóa thiền trị liệu sẽ được áp dụng ưu đãi đặc biệt, mua 3 tính tiền 2. Hãy nhanh tay comment ngay dưới bài viết này để biết thêm chi tiết, chỉ áp dụng cho 30 người đăng ký sớm nhất.